Mặt trời, ngày mùa. Này cao chục tấn. Cũng trang trí lội quay luôn nha. Xe đi làm nè lắm. Ừ, vậy chơi chúng trên trộm rồi. Quá quá rồi. Có chứ tao. Không chậm, có giấy bình thường. Bỏ trong cốp lấy luôn. Hàng bự bông cuốn luôn. Giấy tờ mua trong cái giấy không có giấy mua bán. Có giấy mua bán không có giấy mua bán. Rồi sao? Quên quẹn rồi. Gã đâu món nha. Ở đó mua của ai? Rồi bắt thằng Ý về khai ông rồi. Cái tay tao đợi. Quá, không có dính nếu mà. Bắt thằng Ý. Nếu mà để nó đổ tàu à. Bắt thằng Ý, thằng Ý nó khai bán xe cha, nó bán trong lộn. Chừng nào ông lái đánh 9 tấn hay nè. Miếng hỏi gì đấy chứ con có biết gì đâu, hỏi gì con có biết gì đâu. Con có biết gì đâu. Lấy em mở cái ngược qua cho em lấy ngược lên cho. Chút xíu đi. Hút nó đi. Mày không biết sao biết được cho xe. Con có biết gì đâu. Chân mập rồi, mà nhỏ tuổi nhỏ ngon trên con không. Để nó thật ổng.
lấy xe rồi cũng nói sao xe dối nhau à, em có biết gì đâu. Cho mày không biết gì đâu.